Hello cả nhà, thì đây là cái chậu đất nông mình trồng cây hoa súng, cùng ấu hái và nuôi cá bảy màu, cá sông kiếm coi ha, thả nơi tép. Thì đây là cái cây hoa súng mà kỳ trước mình đã bón phân một thời gian nè, bây giờ nó cũng đã lớn hơn ha. Thì sau khi dọn bớt ấu hái ra thì cây hoa súng nó phát triển tốt hơn nhiều, lá nó của nó nè, cái lá non nè nó bự hơn so với lần trước, là lá rất là mỏng manh ha. Nếu lá này chịu hưởng có nhiều nắng nữa thì tiếp tục thì nó sẽ ra hoa ha. Ấu hái ở đây thì mình đã dọn bớt ra ngoài rồi, để cho nó có không gian về bề mặt cây hoa súng nó phát triển. Ấu hái cũng như hoa súng ha, khi mà quá nhiều rong hoặc là quá nhiều ấu hái thì cây hoa súng nó không phải phát triển bề mặt lá của nó được. Và khi cây hoa súng phát triển nhiều lá như này, cái ấu hái thiếu về mặt không gian nó cũng không phát triển được. Và đặc biệt rong nuôi chó nè, đè ở dưới đây nè, nó nhiều quá ấu hái cũng bị thiếu không gian ha. Ở đây mình cần phải dọn tiếp về rong, dọn rong ra bớt nó mới đẹp được, đẹp hơn, đủ không gian cho tất cả các cây nó sống hài hòa hơn ha. Đó, cái lưu ý mình trồng thì ấu hái cũng đủ nắng nhưng mà nó không bung lá được, lý do là đây nó ngạt ở đây ha, ở dưới đây rong quá trời nè, nó đọng lên. Đó, ấu hái nó không có bung lá đẹp nữa ha, lý do là vậy đó. Mặc dù ban ngày vẫn có nhiều nắng nha nhưng mà nó thiếu không gian đó. Đó, mình lưu ý khi mà chọn ấu hái nói sao hướng dẫn gì, nhiều nắng có nắng nhưng mà lá không bung. Em mình phải dọn bớt rong ra. Rồi khi nào cái cây hoa súng ra bông mình sẽ quay cho cả nhà xem tiếp ha. Cây hoa súng này phát triển chiều hướng này là tốt rồi. Lá nó dày cứng cáp hơn so với ban đầu, nó mỏng ha.